bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự, rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ, chứ anh ít nói thôi. Dạ, đi. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau đóng lối luôn vậy đó hả? Rồi thôi, hai người nói chuyện đi. Hẹn hò thế nào đó, nói đi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình nha. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Linh, chào chị Tường, chào bạn nam bên kia rèm và chào tất cả mọi người có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Thảo Dung. Em năm nay 25 tuổi, em quê gốc là ở Bến Tre mà hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên marketing. Mời bạn trai giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn nữ bên kia rèm. Em tên là Trần Quốc Hưng, năm nay 30 tuổi, quê quán ở Hậu Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại là kỹ thuật viên ngành viễn thông. Về máy vi tính này kia hả? Không, đi triển khai internet anh, lắp đặt và bảo dưỡng mạng lưới. Ở thành phố bao nhiêu năm rồi? Dạ 5 năm. 5 năm rồi? Dạ. Bao lâu về Hậu Giang lần? Dạ 6 tháng về một lần. Mà có khi 1 năm về một lần. À dạ, công việc nhiều quá không có về đúng không? Dạ về. Em có những thế mạnh gì và những cái khuyết điểm gì? Dạ em thì mạnh em là vui vẻ, thẳng tính và biết chơi thể thao. Làm được tất cả công việc nhà, đặc biệt là biết ca hát nhưng mà ca rất dở. Những vui là được rồi. Dạ, khuyết điểm thì ở nhà thì em hay lề mề với không có tự tin trước đám đông á, với ít nói chuyện với người lạ. Còn chút bên kia người lạ có dám nói không? Dạ. Rồi bạn gái. Bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm thì em là người không có nóng tính. Nhà em sống độc lập, tự lập và kiểm soát tốt cái thái độ cũng như là suy nghĩ của mình. Khuyết điểm là mặc dù giọng nói thì tương đối là dễ nghe nhưng mà em hát rất là dở. Rồi sao hai người này giống nhau quá vậy? Chút xíu nữa mật màng lên rồi hai người hát thử coi đối phương có chạy luôn không? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất thì chia tay được gần 2 năm rồi ạ. Em quen gần 2 năm. Lý do sao 2 năm mà chia tay? Tại vì em là người sống cho gia đình á, cho nên là em muốn một mối quan hệ mà có thể đi đến lâu dài hơn. Nhưng mà em với bạn thì không có phù hợp để mà tiến tới hôn nhân á, cho nên là không nên làm mất thời gian của nhau nữa. Sẵn sàng tình yêu mới chưa? Dạ sẵn sàng. Em đi ngồi bao đây. Lâu mình tiến tới hôn nhân? Dạ cái này tùy bạn bên kia. Nhưng mà mình phải có cái dự tính của mình chứ. Dạ em nếu như mà em thích đó là quen chừng khoảng 1 năm thôi là cưới là được. Đúng rồi, quen 2 năm cũng chia tay thấy không? Dạ đúng rồi. Bạn trai mình có mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình rồi chị. Giống bên kia quá ta. Một mối tình hồi thời học cấp 3. Học cấp 3 xong thì bạn ấy lấy chồng nước ngoài. Sau đó em tham gia bộ đội nghĩa vụ quân sự. Rồi em đi bộ đội về cũng quen được một bạn. Quen một bạn thì thời gian bạn cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Rồi em mới lên thành phố em làm cho tới giờ. Mấy năm rồi? Dạ 5 năm rồi. 5 năm rồi chưa có một mối tình nào nữa? Dạ. Tại sao 5 năm rồi không có yêu ai? Nói khi em cũng đi làm công việc, tính chất công việc thì đi làm rồi về trễ. Rồi mình không có thời gian nhiều. Với lại cũng sợ bạn gái đi lấy chồng nước ngoài. Em gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, bạn trai của em thì em mong muốn là bạn phải cao hơn em. Em cao 1m58 thì bạn phải 1m68 trở lên. Quá được luôn. Sạch sẽ, tươm tất và phải là người đàn ông của gia đình. Không có mà bạo lực á, có xu hướng bạo lực. Có khi nào bạo lực không em? Vũ phu không em? Dạ không chị ơi. Để hiền khô à, em không có vũ phu đâu. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không có thích mà bạn nam mà sống mà không có biết chăm lo cho gia đình đó chị. Dạ, với lại ích kỷ. Mẫu người của bạn trai là như thế nào? Dạ, cao ráo dễ nhìn vậy. Không mập quá mà cũng không ốm quá. Cao trời ơi, này khó à nha. Nửa mập nửa ốm nữa hả? Cao từ 1m55 với cao bằng em trở lại là được. Biết thấu hiểu mọi người, quan tâm chăm sóc gia đình và yêu trẻ em. Yêu trẻ em và yêu em nữa đúng không? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, hay càm gàm nhiều quá. Ăn mặc lè lè, hứa mà không có làm được. Thường cái này bạn gái người ta nói con trai hứa thật nhiều, thích hứa thật nhiều. Gái thường hứa gì với con trai trời? Dạ thì tha không hứa, hứa thì phải làm. Chắc là phải hứa không đi lấy chồng nước ngoài mới được. Dạ, hứa không đi lấy chồng nước ngoài. Lấy em thì được. Trời thì đó, bây giờ bấm nút và lấy em luôn chứ không có bỏ nữa. Tao xà tay ra coi kiểm tra coi sạch trời sẽ ơi. Không? Quần áo tươm tất gọn gàng, sáng sủa. Sao chị được không chị? Được. Bao lâu tiến tới hôn nhân được?
Dạ, khoảng 1-2 năm chị. Dạ, phải tìm hiểu. Cô này cô không muốn quen lâu nữa. Tại vì cái đó là cái chuyện trăm năm của mình và ở với mình suốt cuộc đời mà. Rồi lấy về mình định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại thì đang ở nhà trọ chị. Thì hai đứa về phải tìm hiểu nhau và tính tới cái chuyện kinh doanh thêm chị. Hiện tại là em đang làm bên cái mảng kỹ thuật á. Ổn định chưa công việc? Dạ, mình ổn định chị. Mình có phải làm về quê hay có phải làm dâu? Dạ không chị. Lập nghiệp Sài Gòn luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Bê bối chị. Với không có nhậu nhẹt nhiều. Trời ơi, con gái phụ nữ hiện đại mà chị, ra khi cũng đi nhậu đi ba đồ em thấy là chuyện. Em có đi nhậu đi ba gì không em? Dạ không chị. Nãy giờ mình tưởng tượng ra cổ là thì bạn cũng giang, sao? Em nghĩ thì cũng không mập không ốm, bạn cũng cao gáo. Mọi người thì bạn nói ra thì biết bạn cũng kỹ tính. Cho nên là không có cái vụ bê bối đâu, yên tâm. Dạ. Nhưng mà bạn nữ không có biết nấu ăn. Dạ cái đó không sao chị, cái đó em cũng không biết nấu ăn, nhưng mà mình nấu hai vợ chồng mình ăn thì đương nhiên phải ăn được thôi. Đúng rồi, không ăn được bỏ phí đúng. Dạ. Không riết phải ăn được. Anh qua anh coi bên đàn gái thế nào em. Chào em gái. Chào anh. Anh bên đây là dân miền Tây, chất phát thật thà. Dạ. Đẹp trai, công tử Bạc Liêu. À, nói vậy là em hình dung anh này được rồi đó. Dạ. À, dễ thương lắm. Dạ. À, tính anh hơi hiền. Dạ. Em cũng hiền. Em cũng hiền luôn hả? Dạ. Nhưng mà có ghen không? Dạ không. Mấy người hiền hiền chứ ghen dữ lắm luôn á. Dạ không, em không có ghen. Không có ghen đúng không? Dạ. Giờ cũng đang ở trọ. Dạ. Mình có thể hùng hạp với anh để mua nhà trả góp rồi có căn nhà tình yêu được không? Dạ, nếu như mà tiến tới lâu dài thì cũng phải nghĩ tới chuyện lâu dài. Dạ. Có những cái thứ gì mà anh không thích ở đàn ông nữa không? Dạ, chủ yếu là em không có thích người ích kỷ. Anh này không ích kỷ đâu. Dạ, chứ mà anh ít nói thôi. Dạ, được. Nhưng mà phải biết chăm lo gia đình. Chăm lo chắc rồi. Như đó thôi đúng không? Dạ. Đàn trai yên tâm. Được, cặp này thấy cơ bản là hợp lý đó, xứng đôi đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái với lại bạn của em. Em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh ạ. Dạ, em tên Duyên, em là em của chị Dung ạ. Nếu như mà anh có xác định hẹn hò chị hai em á thì hơi mệt một xíu. Tại vì là chị hai em ở nhà thì rất là thích chọc cười mọi người á. Nên là ở gần chị hai em thì chắc cười nhiều chắc sẽ mệt. Hơi vô tính. Anh đây thì em nghĩ là em sẽ ủng hộ chị hai em ạ. Đi với ai? Dạ, anh đi với chị ở đầu và hai đứa em. Dạ, chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Về tính tình của Hưng á thì rất là hiền, bản tính siêng năng này nọ cái khác, nhưng mà chỉ có tội là nhát gái. Chị thấy á, thì bạn gái bên đây á là rất là dễ thương, đó cũng hiền. Đó thì chị mong là hai em á, cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau hơn để tiến tới hôn nhân. Cảm ơn chị. Rồi kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt đi. Kỷ niệm. Thấy anh sao? Được không? Ngày cuối tuần thì mình giải trí như thế nào? Dạ, em là thời gian phần nhiều của em là em dành cho gia đình. Cứ cuối tuần là em về quê thôi. Là ở Bến Tre mà Sài Gòn về quê luôn hả? Dạ đúng rồi, em chạy xe máy 2 tiếng là tới rồi. À, cũng gần ha. Ba con gái ta xiên ghê không? Mình ở Hậu Giang mà không? Nửa năm, một năm mới về một lần. Chắc có công việc mà chị. Anh có nóng tính hay ghen không? Không, không, anh không có nóng tính. Không nóng tính. Ghen thì nếu mà yêu nhau thì đôi khi cũng phải có một chút gì đó để ghen chứ. Hai người nhìn nhau say đắm ghê đó. Ờ, nhìn đắm đuối dữ vậy. Bây giờ hai người hát cho bạn ấy nghe đi, em trai. Cho nó giải tỏa tâm lý đi ha, thấy hai người cứ nhìn nhau. Em đứng lên em hát vài câu đi. Bây giờ em hát tại đi nghe, anh không nhớ tựa bài nữa. Rồi, không cần tựa. Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giá từ. Ngày em thấy áo hoa pháo đồ dịu nông, có ai nát cả cõi lòng. Thôi thôi thôi, buồn quá. Mới gặp người yêu ban đầu, hát cái bài vui vui, hát bài đắp mộ cuộc tình. Em có bài nào vui vui hát đàn ảnh đi em. Rồi em hát anh về luôn anh. Kệ nó. Không được. Cháu lên 3 lên 4 gì đó cho nó vui được rồi. Hát dở khủng khiếp luôn. Kệ nó, khủng khiếp cỡ nào cũng được hết hay đâu. Cho nó phá phong thủy nãy đi, cái bài này không hợp rồi đó. Cháu lên bà, cháu vô màu dao. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Cặp này có ý gì rồi nè. Nhìn hát nhau cũng bẽn lẽn nữa. Rồi thôi hai người nói chuyện đi. Hẹn hò thế nào đó, nói đi. Anh có đi xuống Bến Tre chơi lần nào chưa?
Anh chưa đi đến Bến Tre nhưng mà có người cậu cũng lấy vợ đó. À, anh thấy con gái Bến Tre sao? Dễ thương. Dám đứng Bến Tre mà. Dạ, thường thì lúc những lúc buồn á, thường anh làm gì? Thường thì anh ra bờ sông. Làm gì buồn ra bờ sông đi. Rồi một mình để ngắm nước trôi hay là ngắm mây trời gì đó chị. Rồi hay là nắm đá, cầm đá ném xuống sông kìa. Có khi nào buồn quá có ý định đi xuống dưới đó luôn chưa? Không nè chị ơi, còn yêu đời mà. Giờ hai người tính hẹn hò nhau làm sao? Nếu mà cho anh cơ hội thì chúng ta có thể đi xem phim hoặc uống gì để tìm hiểu nhau hơn. Mấy lúc bạn lẻn này hay lắm. Hai người có ý nhau rồi, làm như có xét chút xíu rồi đó. Hôm qua em cầm tay cô gái ngay. Thử cảm nhận thế nào? Dạ, để mình chuẩn bị bấm nút. Dạ. Bước quá. Cầm rồi, nói gì đi. Lạnh không? Dạ. Em thấy anh hình như anh run quá, tay anh hơi lạnh. Không, anh không có run. Thì thầy mới lạnh nữa, anh lạnh. Thầy tin tưởng làm bạn nghe anh nha. Gì bắt tay làm cái đối tác kia đó. Em nắm tay nè, nắm tay vô để cảm nhận tình yêu hai tay đàng hoàng đó, nhìn thẳng vô mắt ha, cho nó tình cảm. Rồi bây giờ mình nghĩ trong lòng cái gì ha, cảm nhận cái với đối phương thế nào, em hãy nói bằng tất cả những gì mình suy nghĩ nha, không cần hoa mỹ gì hết, nói những gì mình đang suy nghĩ. Bắt đầu. Anh cũng anh cảm nhận sao vậy em? Ok, quá tuyệt vời. Thật mà. Dạ. Em thấy anh thế nào? Dạ, anh hiền. Hiền hả? Dạ. Hy vọng mọi điều sẽ tiến triển tốt đẹp. Được rồi đó. Chúng ta kiểm tra lại tất cả những gì nãy giờ chúng ta nói. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đối phương có thuộc nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Nhưng khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với cái bấm nút đó. Suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Một. Quan trọng cả cuộc đời đó các bạn. Hai. Ba. Hết thời gian. Em gái có bấm không? Dạ em có bấm. Hả? Có bấm hả? Nắm tay lo quá. Lo thấy chưa? Nếu mà cô ấy không bấm nãy giờ em cảm giác thế nào? Thấy cô không dạ bấm? Không sao chị. Nếu mà chứ bạn gái không bấm thì có lẽ bạn gái cần phải suy nghĩ chọn người chính đáng hơn em. Chính đáng hơn em hả? Dạ. Là em không có chính đáng hả? Không phải, là người tốt đẹp hơn. Chúc mừng hai em hai nha. Hai người xứng đôi ha. À, rất là đẹp đôi. Đúng chưa? Mấy cặp mà là đây không được chứ xuống chưa không biết liền kia. Nắm tay thì chặt đó. Cái anh này thích anh này nè. Buông tay ra hoài à, thiệt tình. Không đó trong buồn, đó trong buồn. Đi ra đây nè. Vô buồn hả? Rất là dễ thương thưa quý vị, một cặp rất là xứng đôi và hy vọng là họ sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp hôn thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mai? Cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? À, khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhưng mà những cái khoản mà lớn quá ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau giúp. Em tên là Lê Bật Hoàng, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng, công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi, quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về cái con đường tình trường, mời bạn gái. Trải em qua mấy mối tình trải rồi. Qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3, còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi. Tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng mà bạn trai kiệt. Bên kia có keo kiệt với gia trưởng không? Cái này không chị ơi,
Rồi bên kia hai mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình anh ạ. Hai mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước, tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ưu điểm ra. Ưu điểm khuyết điểm thế nào? À ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Cái khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con ạ. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con. Rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ ngoại tiêu hình. Chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui rách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. À, không, em 6, 9 chắc là hợp đấy. Em thích gì nói lại. Giống như được che chở chị. Mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đạn. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em? Ổn chị ạ. Nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. À. Cái chuyện nó không quan trọng mà cái không khí nó có ổn không? À, em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa ha. Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? À, dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy, có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? À, tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy. Kiểu là cô gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không ảo? Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi ạ. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. À, dạ chị chào bạn. À, cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ, dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe vậy thấy có cái chí hướng ổn định, ổn định, có đó. Kế hoạch là được rồi. Ha, rồi. Có chuẩn bị nghe tí. Rồi, ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à? Chào em. Ôi chào anh. Là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. À. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu có thể, anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Cái này anh thích đó. Sao bạn trai? Em thích ạ. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ thôi. Nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn không anh? Em. Ổn. Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà gái mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cùng à, chào anh họ. Chào anh. Chào. Chào. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được tiêu chuẩn, thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok. Tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ vâng. Điều là cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi bây giờ đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Mới bay từ Bắc vào ạ. Ồ. Rồi chào gì? Em. À, con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ là không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt, xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích được cười cười em. Anh có khen được. À anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao ạ? Bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ, dạ. Kế hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào?
em nghĩ là một tuần mình gặp một hai lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng một tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó, rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. Anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn có ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau giúp. Như cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô hùn mà không thì em cả được. Okay. Này được, duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Dạ, cũng chưa biết anh. Đó rồi anh này chứng minh cho em thấy đó. Là nói đại cho bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi em nói chị nói đi, sao đâu. Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không không. Tại mới gặp anh cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em, mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? Anh không biết là em suy nghĩ như thế nào, nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời, nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt. Về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy, em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy. À, cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì em thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây là giờ nói, phút rất là nói, quan trọng như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha. Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ, có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên đồng ý. Nên để anh ấy nhường cho một bạn khác. Có cái này anh đồng ý, nhưng mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. Bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi. Bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ, nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt đó, nó chưa nó có được cứng nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi. Đã nha à, có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, cái này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân, xe cộ con cái gì cái đó mình mọi ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng rạch ròi cái hơi đầu bị nó... Bởi vì hai người cũng cần đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoàn tráng lắm. Hay là lúc đi thì... Phải, thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này hơn bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời đã yêu nhau. Nói bạn rạch ròi thế thôi. Chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra lên đó do cái cách nói bạn thôi. Bạn không để bạn gái Hùng 200 mình 800 đâu. Thì bởi vậy. Còn hỏi ông còn nói rạch ròi chia 73 nữa chứ. Trời ơi.
Thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó, hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình, bạn muốn hẹn hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên em. Dạ, chào 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn á hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Bên hàng rào kia đã có em gái. Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ, em tên là Trần Thành Nhân, năm nay 32 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhân làm gì ở thành phố Hồ Chí Minh Nhân? À, em là giám sát kỹ thuật cho công ty cổ phần Eurowindow. Mình giới thiệu về mình đi em ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Vũ Thường, năm nay em 33 tuổi ạ. Em đến từ thành phố biển Cam Ranh, Khánh Hòa và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện tại em đang làm thu ngân kế toán tại nhà hàng Phương Cư quận Nhất ạ. À, bây giờ thì em hãy giới thiệu một chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì ít nói. Một số tật xấu em là em có hút thuốc. Em có nhiều ưu điểm gì nổi bật không? Ưu điểm của em là hiền lành nè. Em thích ca hát. Như đó cũng đủ rồi, hiền lành nè, ít nói nè, thích ca hát là cũng dễ thương rồi á. Mà hồi nãy bạn nói bạn có hút thuốc mà mình nghe không rõ là bạn hút một ngày khoảng bao nhiêu gói ạ? À? Mình hút ít à bạn ơi. À, ít là bao nhiêu bạn? Ngày có 1-2 điếu thôi à. À dạ. Một sáng như buổi trưa thôi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ hoạt bát. Điểm yếu của em là khó tính với lại hơi thẳng tính một chút xíu ạ. À, bực bội là nói liền đó chứ không có để bụng đúng không? Dạ. Em có những cái tài lẻ nào không? Em rảnh là em thích thêu ạ. À. Dạ. Em thêu tranh ạ. À. Ok. Rồi em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi ạ. À. Em lấy chồng năm em 21 tuổi ạ. À. À. Dạ. À, tụi em ở với nhau được 1 năm em chia tay rồi ạ. À. Em có con chưa? Dạ chưa ạ. À. Ừ. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là em mới quen năm 2018 ạ. À. Ừ. Và cũng được 1 năm và chia tay rồi ạ. À. Lý do? Bất đồng quan điểm nhiều, không hợp với nhau về sở thích với lại quan điểm sống ạ. À. Rồi. Bạn trai ơi. Dạ chị. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ từ nhỏ lớn thì em chưa có mối tình nào ạ. À. Chưa có luôn hả? Dạ đúng à. Thiệt luôn á. Lý do sao vậy em? Lý do là tại vì cái nghề nghiệp lại với lại cái quá trình học hành, học tập của em á thì có ít bạn nữ lắm. Ra làm thì ở ngoài công trường nhiều. Thì Hồng Vân chỉ ngạc chào nhiên. Em. Dạ, 32 tuổi mà chưa có mối tình nào chưa hết. Chưa có mối tình nào luôn hả? Dạ đúng à. Giữ gìn tới mức đó luôn hả? Em có thích con gái không? Em cũng thích con gái luôn. Dạ thích chứ. Có thể chứng minh được mọi người là để cho thấy là em thích con gái. Thì thích con gái thì mình thích thôi anh. Hay có một lý do nào đó mà bạn giờ này bạn mới chưa có? Đúng bạn rồi, 32 tuổi. Có thể là do gia đình, do ba mẹ. Tình cảm nào đó đồng ý, hay là bạn lo học hành quá hay bạn lo sự nghiệp quá này cái nọ mà bạn chưa có bạn gái đúng không? Dạ đúng mà. Lý do nào là lý do chính đáng nhất mà sâu xa có nhất? Có thể mình em là quan trọng nhất là sự nghiệp trước à. Có khi nào em chợt thấy thích một cô gái nào đó chưa? Chợt hết nhưng mà cũng chợt quên rồi. Tại mình không có tiếp xúc nhiều. Kỳ vậy ta. Tưởng tượng em coi phim cái em thích cô này, em thích cô kia, cái em nói ỉ mai mốt bạn gái của em phải giống vậy đó. Minh Hằng. À, tức là em thích cái mẫu người bạn gái của em là ở cái diện mạo bên ngoài là giống Minh Hằng đúng không? Nhưng mà còn về cái tính cách thì sao? Tính cách thì hiền lành, có lễ phép một chút. Thì chị hỏi nè, ví dụ bạn nữ bên đây nè, bạn đã có một đời chồng thì em có ngại vấn đề đó không? Không chị. Ba mẹ sao? Ba mẹ thì em cũng dễ lắm. Em mắt đàn gái coi, chứ đàn trai thật sự là tôi rất là bất ngờ đó.
32 tuổi luôn đó. À, cũng cao ráo ha, tướng cũng rất là man luôn. Mà không hiểu sao lại chưa có một mối tình vắt vai nào cả. Người ta mê Minh Hằng đó ông ơi, chứ không phải mê Quyền Linh đâu. Chào con gái. Dạ, em chào. Thương. À, đàn trai thấy đàn gái là dễ thương rồi đó. Ha. Đàn trai chịu đó. Em muốn một mẫu người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ, mẫu người đàn ông của em là cao 1m65 trở lên là được rồi ạ. Nhanh nhẹn, hoạt bát. Được bao nhiêu phần trăm em trai? Em nghĩ là 80. 80. 80 được rồi. À, để mình hỏi ý kiến người thân đó nha. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và cô chú ạ, với lại bạn ạ. Chào MC Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân. Dạ. Bác cũng mong hai đứa có cơ hội đến với nhau. Bác cũng đồng ý. Con rể tương lai của bác được không? Được. Có hợp với con gái của mình không? Được. Được luôn hả? Chú thấy sao chú? Cũng được ạ. Cũng được luôn hả? Cả nhà đều được hết luôn rồi đó. Vậy là thông qua hết trơn rồi. Thông qua rồi. Bỏ phiếu rồi. Em trai đi với ai? Nhà em đi với mẹ và chú ạ. Cháu nhân tôi thì nó rất hiền lành. Và đứng trước phụ nữ thì cháu nó không tự tin lắm. Bây giờ là hôm nay nhà tới đây thì cho hai cháu gặp mặt và hai cháu tự quyết định. Mẹ có ý kiến gì không mẹ? Nói về câu đi. Mẹ nói một câu đi mẹ. À, gặp nhau rồi thì cũng biết nhau, mặt nhau. Lần này thì cho cháu hai đứa cũng có cái cơ hội để có thể tiến xa hơn. Yeah. Rồi, vậy là ý mẹ cứ để cho các em tự quyết, tự chọn nhau đúng không ạ? Dạ. Trời ơi, nhà gì ai cũng hiền hết trơn. Ai cũng hiền chứ, hai bên đều hiền hết á. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp nhau nha. Mở rào, bắt đầu đó Nhân nha. Bây giờ là chuyện của em đó, chàng trai 32 tuổi, chưa có mối tình dắt dai nào hết. Tranh trước ở đây rồi đây. Đây bên nhà gái đại diện nhận hoa giùm em. Dạ em tặng anh tấm tranh này do tự tay em thêu ạ. Dạ đó bài thơ em tặng anh luôn ạ. Em nhờ anh đọc giùm em bài thơ này luôn ạ. Em có cái vòng để tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Chúc em anh đọc bài thơ của em nha. Dạ bài thơ có tựa đề là Hoa Cỏ Mây. Mây trắng bay đi cùng với gió, lòng như trời biết lúc nguyên sơ. Đắng cay gửi lại bao màu cũ, thơ viết đôi dòng theo gió xa. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ mây, áo em sơ ý cỏ gặm đầy. Lời yêu mong manh như màu khói, ai biết lòng anh có đổi thay. Cái bài thơ này em chọn để tặng anh là cũng mang cũng mượn cái ý nghĩa lời thơ để hỏi thăm dò ý anh luôn ạ. Thì qua đây anh cũng có bài hát để anh trả lời cho em luôn. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây xếp thành lâu đài, đợi chờ gì, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một ngày không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em hiện tại ở đâu em? Em hiện tại đang ở ngoài Thủ Đức ạ. Thủ Đức hả? Anh ở quận 8. Dạ. Thường cuối tuần em có rảnh không ạ? Công việc của em thì em làm việc ở nhà hàng cho nên làm ban đêm. Không có thời gian là nghỉ ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp ngày nào cũng được, không cần phải cuối tuần ạ. Thì quan điểm tình yêu của anh á thì trước là phải chân thành, trung thủy, mà mình phải có sự thẳng thắn nữa. Cái gì mình phải chia sẻ rõ ràng với nhau. Dạ em, ý em cũng giống ý anh vậy á, chia sẻ để mình hiểu nhau hơn anh. Hẹn hò để mình tìm hiểu nhau thì cái thời gian nào là phù hợp với anh ạ? Anh nghĩ là 6 giờ mỗi ngày đều được chứ anh. 6 giờ sáng hay là 6 giờ tối? 6 giờ chiều á. Dạ. 18 giờ. Dạ. Mấy giờ mới vào ca? Hả? Dạ, tối đó. Dạ em thì 5 giờ em vào ca. Rồi nhưng thôi mà... vậy chuyển 6 giờ sáng đi. Chuyển 6 giờ sáng đi. 5 giờ tôi vô ca rồi, 6 giờ anh hẹn 6 giờ đâu có được đâu. Mấy giờ sáng em mới tan ca? Dạ khoảng 3 giờ thì em đi về ạ. 3 giờ tan ca. Hẹn 3 rưỡi đi. 3 giờ rưỡi đi lang thang ngoài phố vắng. Còn không thôi vậy nè, mình tới 5 giờ sáng ăn sáng luôn. Mình tới đó mình ngồi ở cái chỗ mình trồng cái xi vừa canh bồ mình luôn. Thực chất mà nói thì đêm nào cũng trực đến 3-4 giờ sáng như thế.
lúc đầu yêu nhau thì được, nhưng sau đó có con, có này kia thì ngày nào cũng 3 giờ đêm như thế. Mà chồng đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều mới về. Rồi vợ bắt đầu 5 giờ sau là vào ca rồi. Như vậy thì cái chênh lệch cái múi giờ rất là căng thẳng. Em có thể thay đổi cái công việc cho bà xã tương lai được không? Có thể được việc khác á. Có thể được. Dạ. Tình cảm của anh đối với em, cái chân thành, cái độ chân thành nó sẽ đạt đến cái mức độ để làm em thay đổi cái công việc này là em đồng ý ạ. Đồng ý liền đó. Chị thấy là chưa gì đã chân thành rồi đó. Chiếc vòng cầu hôn là chị thấy chân thành rồi đó. Dạ. Đúng không? Người ta phải đặt cái niềm tin kinh khủng lắm, người ta mới đem một cái mà nó tượng trưng cho cái sự ràng buộc. Trái tim có rung động gì chưa, hay có một cái cảm nhận gì đó về cô gái này chưa? Hãy nói cho cô ấy biết đi. Dạ, khi mà gặp em Vũ Thường á thì tim muốn rớt ra ngoài. Tim rớt ra ngoài. Có nét gì của Minh Hằng không? Dạ có chị. Có đúng không? Nhẹ nhàng ha. Đứng lên nắm tay tỏ tình đi. Nói gì cho bạn gái yên tâm mà bấm nút? Thì trước cái này á, chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà lên đây thì gặp em á, anh cảm giác mình có một cái gì đó, nó có mối liên kết với nhau á. Thì em cho anh một cơ hội để quen em nhiều hơn, biết em nhiều hơn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi. Cô gái sẽ trả lời bằng bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3. Hết thời gian. Đã bấm. Hai đứa nó bấm mà bấm cùng một lúc mới ghê chứ. Trời, chúc mừng ơi. Chúc mừng Nhân nha. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Nắm tay nhau nè, rồi. Áo xanh cặp nè, vô tình nè, thấy chưa? Tôi rất thích đêm rồi. Tôi rất thích hai nút bấm này. Ừ. Một cô gái Vũ Thường nhẹ nhàng nhưng quay rất thông minh đấy. Một chàng trai đủ bản lĩnh để che chở cho Thường. Và hãy cố gắng lên Nhân nha. Hãy giữ lấy tình yêu của mình. Có gì thông báo tin vui cho tụi anh nha. Rồi bây giờ Nhân có một lời nào với lại gia đình của Thường đi cưng? Dạ thưa hai bác, là con nhìn bé Thường thì con thương bé Thường rồi. Dạ con xin phép bác là hai bác là con được làm quen với bé Thường. Dạ, sau này là chăm sóc bé Thường. Bác cũng mong hai đứa cho nhau cơ hội đến với nhau. Dạ. Rồi đó. Cảm ơn bác. Dạ. Để nói gì với đúng mẹ rồi. Với chú đi. Nói gì với mẹ với chú. Coi như là hôm nay tụi con gặp nhau ở đây cũng có duyên. Nếu được tụi con tìm hiểu và tiến xa hơn nữa thì con chăm sóc anh và chăm sóc bác, xem bác như mẹ của con ạ. Đúng rồi đó. Ngọt ngào. Đẹp lắm. Em phải trao nụ hôn đầu tiên của em cho cô gái này. Vén tóc nhẹ nhàng lên. Nụ hôn đầu tiên của em đó. Bên tay phải, vén tóc nhẹ nhàng lên. Đúng rồi. Nhẹ nhàng. Để nguyên. Bên đây một cái nữa. Bên đây một cái nữa. Bên má bên đây. Đó, đúng rồi. Ok, ok. Vậy vui vẻ quá không? Đây là bó hoa hồng thắm của anh ấy tặng cho bạn. Chiếc đồng hồ tình yêu. Trời ơi, tự tay em làm đó. Hãy giữ như gì chúng ta đã nói ở đây nha. Chăm sóc cái mối tình này để nó thăng hoa. Yeah. Thành một cái hạnh phúc cho suốt cuộc đời còn lại nha. Chúc hai em hạnh phúc. Yeah. Em cảm ơn chương trình. Rồi, chúng ta để hạnh phúc. Em cảm ơn chương trình. Từ từ, để bạn gái đi trước. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Em tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái hồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi. Mời bạn nam giới thiệu.
Em tên là Long, hiện tại năm nay em 29 tuổi, em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hiện nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị, nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì khoảng mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều tí. Một người nói người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ, nói nhiều lắm. Nhưng mà em không có mụn miệng. Em năng động thì có, men lắm anh. Sao anh, cái đó nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào, nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ, em thích con trai cơ bắp hả? Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dáng thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả, quen mà bạn không chơi cũng mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu là đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao em chơi được hết, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh. Hello, quên cô, ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Dạ, không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ, không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm, mà tại chưa cơ hội để đi nhiều. Tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Rút em tối nay em có đi nè, chà bộ đi với em không? Được, tới luôn em ơi. Được, mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái, ngồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái phượt thì em cũng có kinh nghiệm rồi, nhiều lắm. Ông bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì trong xe nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dụ nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Với coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, anh nổi đâu. Trời ơi, bự quá rồi đâu mà biết có khỏe hay không, mà bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó, thì nói chung tại vì tính em rất là hoạt động bạn bè. Dạ. Dụ tưởng nó là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian thì có thể em về quê. À rồi, để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em, nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó em thấy ổn không? Dạ nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok, còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thế hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn. Đồ trang sức à? Dạ cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà, nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng mà. Mấy cái đồ mà tuổi teen á thì khoảng nhiêu? Thì em không nghĩ ra, nhưng mà ý là cũng ít thôi, cũng vài chục triệu thôi chứ. Vài chục triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này trước. Dạ. Xong mình tích đi. Cái răng trước xuất sau ha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai?
Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ, 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Quất Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi vai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi. Khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa. Nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng bạn. Cảm ơn. Đó banh ông chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade anh. Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp quá bạn, cho tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Bên con khiếu là tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái coi. Không có nhạc không nhảy hả? Có nhạc luôn, trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng nay rồi. Anh nhảy đi, em cũng ủng hộ. Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Wow. Chào sân ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Cảm giác thế nào? Thích. 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 Mắc cỡ quá. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là đem anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, thì hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại sao này công việc nó tập lộn nó phù lên vậy? Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích, được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử biết nhưng trong anh cũng tò mò. Dạ, bữa nay em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình. Từ nãy giờ cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ đã loại vậy. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. 1 2
3. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người giả bộ nhắm mắt đi nha. Dễ thương mà, rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không nói được rồi. Đúng rồi, có. Phải có. Dạ. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Mời nhà trai. Đàn trai. Mời đàn gái. Trời ơi. Mời đi cưng. Bây giờ em giới thiệu về mình đi em trai. Đầu tiên là con xin chào họ nhà gái ạ. Chào anh MC Quyền Linh, chào chị MC Hùng Vân. Rồi. Và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình qua phim trường cũng như là màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Kim Thuận, hiện em 27 tuổi và đang công tác tại phòng nhân sự công ty thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài việc làm ở phòng nhân sự ra thì em có kinh doanh thêm một nhà hàng hải sản ở quận 7. Dữ luôn á. Mình giới thiệu về bản thân mình đi. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Huyền Nga, em 25 tuổi. Em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Công việc hiện tại của em là DJ và em có làm thêm part time là làm bên bất động sản đó chị. Bây giờ Vân, chị muốn hỏi lý do sao em lại tham gia chương trình này. Bởi vì em vừa xinh đẹp, công việc lại rất là tốt. Nếu như là em làm cả hai cái việc như vậy thì cái môi trường nó sẽ rất quen với nhiều người. Thì lý do gì lại tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Em nghĩ là chắc ai cũng nghĩ giống như chị á. Em xinh đẹp nên chắc ai cũng theo đuổi hay gì kia. Cho nên là không ai theo đuổi em hết. Không ai theo đuổi em hết. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy thì sẵn đây mình nói luôn cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em lâu lâu thì em cũng hơi hài hước và em cũng chăm chỉ nữa. Em cảm thấy em chăm chỉ làm việc, em thích đi làm lắm. Điểm yếu của em thì em bị nhạt. Chứ mình định em bị nhạt là sao? Dạ, bạn bè của em á, bạn bè đồng nghiệp á chị. Em hỏi là ê, bà có thấy tôi có gì xấu không ạ? Tôi thấy bà nhạt lắm. Trời ơi, bạn nào mà ác dữ vậy? Em rất là duyên dáng. Em hát ok không? Ngoài dạ. Cái DJ ra em hát hay không? Dạ không chị. Dạ không chị. Ơi bạn Nam ơi. Dạ chào chị Hương Vân ạ. Em nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em có thể thích ứng được với những môi trường. Có nghĩa là quăng em vô môi trường nào em cũng tồn tại được khá là ổn với môi trường đó. Điểm yếu là rất là ham việc nên đâu đó là nó bị dễ bị stress á. Những lúc mà stress vậy thì em có sở thích là thường là chui những cái xích đồ á. Mặc dù không phải là mua nhưng mà chỉ cần hửi đồ mới thôi là cảm thấy mình refresh lại bản thân. Ồ vậy hả, em thích cái là ghiền hửi đồ mới. Dạ đúng rồi. Khoái đó, tôi lục đồ tôi khoái ngửi cái mùi lông não á. Dạ. Em có cái nhược điểm gì không hay là cái tính xấu gì không? Tính xấu của em là hiện tại là em cảm nhận em ngủ hơi nhiều. Không, em nên ngủ nhiều. Em nên ngủ nhiều, ăn nhiều chút xíu. Chị ước gì mà chị với em á trộn lại chia đôi ra là chị em mình phọt đẹp luôn. Lý do gì mà một ông chủ trẻ măng và rất là tài giỏi thế này lại đến tham gia chương trình? Em đã trải qua mối tình được khoảng 6 năm và đã chia tay hơn 1 năm rồi. Lý do em tham gia chương trình này là tại vì em nó ở bên ngoài em đi làm suốt nên không có thời gian để tiếp cận được hay là tiếp xúc với bạn nữ. Cái vấn đề mà em chia tay với bạn gái em là lý do gì? Em quen là sau khi học đại học, mà hai đứa tốt nghiệp đại học thì bạn nữ đó có đi du học ở bên Đức, nhà bác sĩ. Thì du học khoảng 6 tháng thì hai đứa có những cái định hướng khác nhau trong cuộc sống á chị. Nên là hai đứa cũng vui vẻ để phát triển định hướng riêng của mỗi đứa. Con gái mà làm DJ ấy, em có ngại không? Dạ thật sự em không có ngại gì, thường ngày em cũng nghe nhạc Vina House. Cái hình mẫu lý tưởng mà em đặt ra cho mình là như thế nào? Em không còn tin cái hình mẫu lý tưởng hay cái gu của em nữa. Tại vì cái bạn nữ trước em quen là hoàn toàn khác với những cái gì mà cái gu em đưa ra luôn. Nên hiện giờ là em chỉ
mong là bạn nữ mà sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn về cuộc sống, chia sẻ với nhau nhiều hơn về định hướng. Nhưng mà cái gu trước thì em đặt ra là như thế nào? Là gu trước của em là mình dây tóc dài. Mình dây tóc dài có luôn. Dạ. Sao nữa? Dạ cho em nhìn trước được. Không, em chưa được nhìn, ông Linh nhìn trước. Rồi còn gì nữa? À, thông minh. Thông minh có luôn. Tư duy. Trời ơi, cô DJ xinh xắn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em có thể diễn tả cho anh biết được không? Em không có yêu cầu nhiều. Cao hơn em. Em cao mét mấy? Em cao mét 52. Khoảng 53 trở lên. Này hơn. Này đạt, này đạt. Đạt luôn. Là dạ, không dễ. Không phải, ít nhất thì cũng 65 hoặc là 60-65 thôi. Tại vì lỡ em còn đi guốc nữa thì là bằng. Cho em đi guốc. Yeah. Bây giờ đàn ông cũng có giày độn mà. Chăm chỉ. Chăm chỉ thôi trời, ta làm ông chủ. Tại em không thích bạn trai vô tâm. Bạn trai bên đây nghĩ chắc không vô tâm đâu. Bạn rất là quan tâm đàn khác. Em muốn đàn ông là phải biết cân bằng giữa công việc và tình yêu. Có quan tâm không? Có, giờ nó không đón được rồi. Đúng rồi, có. Phải có. Dạ. Em gái đi với ai? À dạ, hôm nay em đi với mẹ của em. À, cô thấy mẹ, sao cô? Mẹ có ý kiến đi mẹ. Ừ. Cũng tùy ở các con tìm hiểu với nhau. Giờ thì không biết hợp hay là không. Cho bạn nói đi. À, anh có lãng mạn không ạ? Tùy những trường hợp thì mình sẽ... Bạn em thích một người đàn ông lãng mạn. Từ lúc nhỏ á, bạn em đã coi phim Hàn Quốc rồi, mê lắm. Nên thích đàn ông lãng mạn. Thật sự phim Hàn Quốc mình cũng rất là thích. Dạ, tại vì bạn của em rất là nhạt, không có hiểu để chia sẻ nhiều á, nên bạn cần một người chững chạc, quan tâm và nói nhẹ nhàng. Sợ mà người đàn ông nào nói lớn tiếng. Anh có hút thuốc không ạ? À, có, nhưng mà ít. Bạn của em rất ghét đàn ông hút thuốc. Mà đây hút ít thôi. Coi bên nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ của em. Chào cô. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Mẹ thấy con bé này được đó thần. Con có hai đứa tìm hiểu về tiến tới đi con. Ơi ơi, con coi được tiến tới. Đàn trai nói vài câu với đàn gái đi. Hai người phụ nữ dễ hiểu nhau. Chị cho cháu nó tới tìm hiểu với nhau đi. Tự nhiên em thấy hai đứa nó cũng hợp lắm đó. Thấy con bé dễ thương. Cũng tùy các cháu mà đồng ý thì chị cũng đồng ý. Nếu mà chị nói vậy thì em cũng cảm ơn chị. Hai bà xui ôm nhau một cái coi. Ôm nhau luôn cái nào coi đó. Trời ơi. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Đây, trước khi đến chương trình thì anh có chuẩn bị một phần quà cho em. Là món bò lúc lắc anh làm ở quán anh. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. À, cảm ơn bạn. Đây là món mà mình rất thích, thích nhất trong cái món ăn mình. Cái món này là cái món mà em nấu ngon nhất đây. Và em nấu ngày nào em có nấu cũng được ấy. Dạ. À, cảm ơn em. Bạn em chia sẻ là em không thích đàn ông hút thuốc. Mà anh kêu là anh hút thuốc đúng không? Anh hút ít thôi, những lúc mà anh làm đêm á. Thì tại vì quán hải sản của anh là mở từ chiều cho đến sáng, sáng hôm sau luôn. Nên là anh thức gần như thức coi cái quán. Nên là những lúc mà buồn ngủ tí thì anh có dùng. Không, nhưng mà em thì em không có cấm. Miễn sao đừng hút trước mặt em là được. Không, anh phải rõ ràng cho vấn đề này. Có nghĩa là có hút là có hút, còn không là không. Chứ còn nếu hút sau lưng em thì nó đã là một vấn đề khác rồi. Dạ. Bây giờ nói chuyện hút với lại ăn uống không vậy? Chuyển đề tài tình yêu đi, trời ơi. Em có thể chia sẻ những cái định hướng của em nếu mà hai chúng mình tìm hiểu. Nói chung là vì hồi nhỏ đến giờ thì mẹ em cũng khá là chiều em. Nên là về việc nội trợ thì em không giỏi lắm nhưng em vẫn biết làm. Nội trợ thì hiện giờ anh đang học nấu ăn, cũng nấu được một số món Việt Nam. Dạ. Cỡ miền Tây cũng nấu được. Dạ, nhưng mà sau này nếu mà có tiến tới xa hơn thì em sẽ cố gắng học. Tại vì em cũng thích làm lắm. Còn công việc của em á, thì tất nhiên là em cũng muốn phát triển nó xa hơn nữa. Em không nói về vấn đề đi chơi nhưng mà công việc của em là làm buổi tối thì anh có suy nghĩ gì không? Không sao. Hiện giờ anh đang làm hai job, anh đang làm nhân sự cho một công ty thời trang vào buổi giờ hành chánh và ban đêm thì anh có kinh doanh thêm quán nhậu hải sản. Giữa anh với em có một điểm chung là anh có thể kết hợp những cái buổi nhạc hay những cái đánh DJ trong đêm đó thì anh với em có thể tương tác với nhau được trong vấn đề đó nên không vấn đề gì cả.
Em thì em hay ghen lắm. Cũng vài lần em chia tay là vì em hay ghen. Ví dụ như em thấy mà bạn trai của em á, mà ví dụ như là có bạn gái, là bạn thân là con gái, thì em cũng không thích điều đó luôn. Em hay bị khó chịu á. Em mà nhiều lúc em khó chịu mà em tức, em chỉ im im ở đây, xong rồi tức xong em không muốn nói ra, xong cứ hỏi em là em quọng. Em biết tính đấy tính xấu, em cũng ráng sửa. Nhưng mà nếu mà anh có thể chấp nhận hoặc có thể thay đổi được em thì... Ok, như vậy thì anh sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của anh luôn. Với anh thì anh sống khá là tình cảm trong mối quan hệ về bạn bè cũng như gia đình. Đối với những mối quan hệ bạn bè hay đồng nghiệp thì anh khá là tình cảm rồi. Những mối quan hệ của anh là nó khá là thân với anh luôn. Cả những bạn nữ hay các bạn nam, có thể nói là những người rất thân với anh trong là những bạn nữ. Còn vấn đề ghen thì anh nghĩ thì ghen là chỉ có vậy thôi. Ví dụ anh mà đi lén phán thì đi chách chít thì đó nó đúng thật sự là em ghen, là ghen đúng. Hiện giờ anh 27 tuổi thì anh hy vọng là nếu có cơ hội hai đứa mình tìm hiểu thì khoảng 1 năm đến sau 2 năm thì anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề đó, là vấn đề cưới. Em cũng tính là cỡ khoảng 3 năm nữa thì cưới. Nhưng mà thì mình tìm hiểu nhau mà thấy hợp quá thì mình cưới luôn cũng được không sao? Ok, cảm ơn. Thôi. Chúng ta để tay mình nút bấm đi. Bây giờ bắt đầu. Nó bấm luôn, nó không cần chờ tôi đếm luôn kìa. 1, 2, 3 có bấm không? 1, 2, 3. Nữ không bấm. Tại sao lại không bấm? Không sao, mình cứ nói lên quan điểm của mình. Em chưa có cảm giác. Chúc cho hai em sớm mỗi người tìm được một nửa mảnh ghép của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Đây là một món quà tặng riêng cho bạn nữ, bộ son môi Yurika của Nhật Bản với thương hiệu thép Vinakiri tặng riêng cho bạn. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ nhì ngay lập tức.